Chào các bạn đã đến với kênh Anh Bảy Vlog. Hôm nay mấy anh em mình sẽ tổ chức cuộc thi đá banh với Sình nha các bạn. Rồi, chào bạn luôn. Hello. Mấy anh em mình đang đi các bạn ơi. Trời mưa rất là lớn nha các bạn. Mấy anh em mình đi đá banh ngoài ruộng Sình các bạn ơi. Hôm nay đội nào thua, anh em mình hai đội thi nha, đội nào thua. Rồi. Đội nào thua sẽ trường dưới đất 15 đến 20 mét các bạn. Đội nào thua sẽ trường dưới đất nha các bạn, dưới sình á. Trời mưa rất lớn các bạn ơi. Anh em mình cũng quá trời lạnh luôn, mình lạnh quá. Cameraman té mặt mày quá trời ơi. Tư lúc dép cho các bạn ơi, rồi mưa mình tắt qua tới bên kia mình sẽ quay các bạn. Mấy anh em mình tới săn bóng các bạn ơi. Săn dưới sình các bạn, ruộng người ta không có làm rồi sình không à. Mấy anh em mình đang chia bộ bắt bộ rồi chuẩn bị thi đấu các bạn ơi. Hôm nay bữa nay mình sẽ làm bình luận viên nha các bạn. Ra đi con. Bắt xe, bắt xe. Cú đi bóng của Neymar. Té té. Neymar chuyền cho Messi. Lukaku, sút, không vào. Cú bay người chụp cú rồi ghi gắt kỹ thuật, chuyền bóng lên. Học lỗi không? Lukaku, không được, bóng đến chân của. CR7 chốt đi. Không được rồi. Thủ môn nó lên càng lướt rồi. Lên lên. Cú đá mất chân trụ của Olaf. Olaf chạy gì? Mất chân trụ rồi. Rồi trận đấu tạm dừng các bạn ơi. Mưa lớn chuẩn bị tiếp các bạn ơi. Đổi người rồi. Olaf lên. Trời gắt mưa lên gắt lớn các bạn. Mấy anh em mình giữa cơn mưa rồi quay phía clip luôn. Sút không vào. Sút không vào. Chưa. Penalty. Penalty, penalty, penalty rồi. Penalty rồi. Penalty rồi, chụp. Penalty, penalty, penalty. Penalty, penalty. Penalty mình là trọng tài luôn nha các bạn. Rồi trọng tài giờ là bệnh gì luôn. Penalty. Rồi penalty chuẩn bị sút các bạn ơi. Ronaldo. Bay. Ronaldo sút vào. Wow. Đội bên tư thắng các bạn ơi. Đó thật đền đủ các kỹ thuật. 1-0 nghiêng đội bên tư các bạn ơi. Đội của Caramel đang thất thế rồi. Đáng lẽ hay đỏ thủ môn ai gì tấn tường luôn rồi. Banh ra vô gôn 13 chụp. 1-0 rồi, chuẩn bị tiếp trận đấu tiếp nha. Trời đang mưa rất lớn các bạn ơi. Mấy anh em mình cố gắng quay luôn các bạn. Cho vui. Kênh sao bắt xe. Bắt xe đi. Mất mưa rồi. Quay luôn, hơi điện thoại luôn quá. Đi bóng, đi bóng. Không thể qua được. Ronaldo quá lăng xạ. Sút chưa được quá hay. Sút không vào. Đi bóng chuyền lên. Ôi thủ môn, thủ môn tào lao. Rồi chụp dính nữa, chụp dính rồi. Tốt quân chân tốt quân. Ôi ôi chuyền qua. Trời ơi không được rồi. Chuyền qua không chuyền. Sút tường. Rồi thủ môn đã chụp dính các bạn ơi. Ronaldo chuyền qua đây nè, đi bóng luôn. Ronaldo không rồi, kê không vào. Đi kia đã tung người hết cỡ, bay lết chà lết tùm lum hết trơn các bạn ơi. Đó chưa không biên luôn, đã tuốt luôn rồi, sụp hố luôn. Hai cầu thủ đã sụp hố. Chuyền về
chụp ai chuyền về chụp không được. Phạt rồi chuyền về chụp penalty luôn, penalty luôn. Tội của Caramel được bỏ penalty bạn ơi, chuyền về chụp. Anh Sáu giờ chùi dưới nước luôn rồi, nằm dưới nước luôn. Xin quá, xin các bạn lúng hết, mệt các bạn ơi. Rồi mình tạm dừng xíu các bạn, anh em nghỉ mệt xíu rồi ra sẽ đá bay ben nè các bạn ơi. Hiệp 2 bắt đầu các bạn ơi. Hiệp 2 là đội của Caramel sẽ được thưởng quả bay penalty các bạn. Anh Sáu chụp. Olaf chụp. Timo bắt đó. Rồi, sút vào. Quá đơn giản. Thủ môn với trưởng môn chỉ biết đứng giờ mà thôi. Rồi ước hỏi luôn. Trưởng môn biết đứng giờ mà thôi, không có phản ứng nào hết các bạn ơi. Vì số là 1 điều. Rồi thủ môn ca đợi kia bắn nhạc cùi bắn luôn. Rồi chuẩn bị. Giờ phút 50 đó. Tỷ số là 1 điều nha. Ai thua sẽ trượt dưới sân này 5 tới 10 mét các bạn ơi. Messi chuyển cho anh Bảy. Sút vào. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Anh Bảy sút khoảng cách khoảng 30 mét các bạn ơi. Súng bung, súc bung cái lưới luôn. Thủ môn đờ ghia ngồi hút thuốc rồi. Phản xạ không kịp. Rồi tỷ số là 2-1 các bạn ơi. Rồi chuyền bóng tiếp. Timo bắt nó súc không vào. Thủ môn Lukaku xuống chụp luôn rồi. Lukaku xuống chụp các bạn ơi. Lukaku hãy bông súc không vào. Cú sút của anh Bảy đã mất chân trụ, té nằm lăn lóc 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 như cá lóc luôn. giờ đây xong các bạn ơi, anh em mình tiếp tục các bạn ơi, đổi bên nữa các bạn. Bóng nãy bên của Caramel giữ á, tỷ số giờ là 2-1 nghiêng về 4-6 các bạn ơi. Lukaku lên đá nghe các bạn, Sáu xuống chụp bài gì bắt xe banh nãy hết banh đâu có bắt xe. Rồi đưa đúng không đi, đưa ghia đứng nằm gì không để xúc xa cũng vô nữa. Phát bóng lên. Sút không được rồi. Ronaldo dứt. Lukaku không được. Sút không vào. Không vào. Đá lên. Sút không vào. Cú trả bóng của đời ghê nhưng không thành công. Timo bích nữa. Sút không. Đúng là chắn gỗ mà. Tường cố lá lên. Sút không vào còn. Wow. Quá đẹp. Anh Bảy sút. Anh Bảy bây giờ là lập cú đúp rồi các bạn ơi. Anh Bảy lập cú đúp rồi. Quá dữ. Ronaldo lập cú đúp các bạn ơi. Tỷ số là 3-1 nhưng về đội bên tư 6 các bạn ơi. Đội của Caramel chờ Timo Bittner kìa. Trận đấu đã cho về phút cuối rồi. Phút 70 mấy rồi, gắn gỡ đi. Thay lên đi. Tấn Tường xuống chụp đi. Cho đời ghi lên. Rồi Maxima sẽ lên cặp sống sát với Timo Bittner. Sút không vào. Trời ơi. Chết. Chớp. Hãy lên. Ừ. Maxin Mao. Chuyền bóng. Dứt điểm. Không được. Cú đá này lội xình trời ở bay đóng nhà tư nằm đông luôn. Hết sức rồi. Có hay quá. Maxin Mao. Không vào. Sút không vào. Banh xình của bạn ơi. Sút không đi. Rồi chết. C7. Không vào. Cơ hội không hay hơn. Dặn bóng lên được. Dặn bóng lên. Kìa. Lukaku. Rồi. Rồi bỏng quá. Cú sút của Lukaku đã đi hết đường biên ngang và văng xuống sông luôn. Rồi. Lượm bóng lên đá tiếp các bạn ơi. Rồi. Trận đấu tiếp tục các bạn ơi. Trận đấu đang trôi dần về phút cuối các bạn ơi. Sút. Timo Bittner. Timo Bittner sút xình. Sút xình lên mặt Lukaku luôn. Cú tạt bóng của... Ơi à, không được, đã ra kịp thời. Cái gì vậy? Đá banh cái gì vậy? Ê! Phạt. Rồi phạt đi, nó phạt ở đó đi.
Thôi phạt rồi, giờ tôi không thấy, tôi thấy ôm nó rồi, tôi phạt đó đó. Lên được, không được quyền có đâu. Xúc không vào, xúc không vào, xúc không vào. Lukaku quá mềm. Đó, cơ hội Lukaku. Xúc, u, đợi ra ba người hết cỏ, cắt hay. Ê, phạt, phạt, xô rồi. Lukaku bự quá, té quá, xô người rồi, rồi đánh luôn, đánh luôn. Hãy cho tưởng được đâu. Rồi, đơn giản quá. Messi, trời ơi, đường chuyền của Messi đi đâu vậy? Còn hả? Tạt bóng vô của Lukaku. Tạt vô, sút luôn, không vào. Đã bóng đờ, ghia, gắt kỹ thuật. Sút, không vào, không vào. Ê, thủ môn lên cao quá. Cao rồi, thủ môn lên cao rồi, thủ môn lên cao rồi. Thủ môn lên cao rồi. Thủ môn lên cao rồi. Phạt thủ môn, thủ môn lên có cao rồi. Thủ môn lên cao rồi. Chưa, đá cho phạt này mới hết giờ. Đá cho bạn đi hết giờ nhanh luôn. Ừ. Phút 90 các bạn ơi. 90 cộng 2 rồi, đá cho phạt này chắc hết giờ. Tỷ số là 3-2, ủa 3-1 nghiêng về đội anh Tư nha các bạn. Đội thua sẽ trường dưới đất, trường dưới sình là 5-10 mét nha. Sút. Không vào, quá đơn giản. Timo Hedner sút quá đơn giản. Thủ môn đi lên tới trên mây vậy đó. Sút. Không vào. Được ghi ông, đừng ghi ba người gắt ký thật. Không sao. Sút. Wow, quá kỹ thuật. 2-3, 2-3. Gì? Ông đá ông mệt ra ngoài kệ chứ đâu có sao, chưa hết giờ mà phát bóng này lên hết giờ rồi, bên thì phát bóng lên hết giờ rồi. Ừ, bách xe đi. Tỷ số là 3-2 nghi đội anh Tư chính xác các bạn ơi. Bách xe đi, tôi không biết, tôi trọng tài không có việc nói gì vậy. Bách xe lại các bạn ơi, tỷ số là 3-2 rồi. Sút. Không được. Cơ hội cuối cùng. Timo Werner. Không được. Không được, không vào. Sút, không vào. Rồi, còn. Còn cơ hội, cơ hội. Đi bóng qua kỹ thuật. Ôi, hết giờ. Ôi, hết giờ, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Rồi, trận đấu kết thúc các bạn ơi. Đội chiến thắng hôm nay là đội của anh Tư Vinh Sáu các bạn ơi. Rồi đội Luka Men thua. Thôi gì đúng rồi. Bằng hả? Rồi thua mình sẽ hình phạt nha các bạn. Chuẩn bị hình phạt nha các bạn ơi, ngưng chút xíu nha các bạn. Hình phạt của người thua hôm nay các bạn, đội thua hôm nay nè. Caramel với gì? Timo Werner với Vassemau. Còn anh này là anh người Nhật Bản, anh gì quên tên luôn rồi. Tukuda. Tukuda. Rồi 1 2 3. Trường. Ô. Trường tới cái cây đó các bạn. Rồi xong. Rồi trời chạy ủa xong luôn rồi. Bỏ xong luôn các bạn ơi. Rồi mình lên rồi mấy anh em mình sẽ chào các bạn. Mấy anh em mình đã hết nổi các bạn ơi, mấy anh em mình chuẩn bị kết thúc video các bạn. Bây giờ anh em mình cũng mệt chơi các bạn ơi. Video mình cũng xin kết thúc ở đây các bạn. Các bạn xem hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình các bạn ơi. Rồi chào các bạn. Chào các bạn.